Thưa quý vị, Mongolia hợp tác kinh tế với Thụy Điển trong các chương trình khai thác khoáng sản. Tin tổng hợp từ Mongolia. Tổng thống Mongolia viếng thăm ngoại giao quốc gia Thụy Điển vào ngày 9 tháng 10. Chuyến công du ngoại giao do Tổng thống Ebed Dori cầm đầu nhằm tìm kiếm sự hợp tác khai thác mỏ đồng phì nhiêu và vô tận tại khu vực Rio Tinto, quốc gia Mongolia. Khu vực mỏ vàng và đồng Rio Tinto lớn hàng thứ ba trên thế giới. Chính phủ Mongolia đang tìm kiếm các công ty ngoại quốc có khả năng hợp tác xây dựng các cơ xưởng khai thác mỏ vàng và bạc. Trong kế hoạch phát triển quốc gia, các xưởng khai thác này theo dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2018. Tổng thống Ebed Dori trả lời tới các báo chí truyền thông quốc gia Thụy Điển rằng hy vọng của viếng thăm ngoại giao giữa hai quốc gia sẽ đạt nhiều điểm thuận lợi về các chương trình hợp tác kinh tế, đặc biệt trong chiến lược khai thác các mỏ vàng và mỏ đồng tại Rio Tinto. Dĩ nhiên phải mất nhiều năm thương lượng, điều đình, 3 năm xây dựng các cơ xưởng sản xuất và sau đó mới bắt đầu các chương trình khai thác. Quốc gia Mongolia đã mở cửa hợp tác thương mại và kinh tế ra bên ngoài thế giới với hơn 10 tỷ Mỹ Kim đầu tư trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Quốc hội Mongolia đã xét duyệt và sửa đổi các bộ luật đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho giới đầu tư ngoại quốc có cơ hội làm ăn tại quốc gia Mongolia. Năm ngoái, mức độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia Mongolia đạt được 17.3%.